cáo được chân thành cảm ơn hội đồng xét xử đã tạo điều kiện cho tôi được tự bào chữa giải trình trước phiên tòa, và cũng xin chân thành cảm ơn đại diện các vị viện kiểm sát. Trong quá trình luận tội thì cái bản luận tội thì cũng đã giảm bớt một số những cái nội dung ở trong cáo trạng và trong kết luận điều tra, đặc biệt là tại với kết quả của các quá trình tranh tụng tại phiên tòa thì đại diện viện kiểm sát cũng đã ghi nhận thêm những cái tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Vấn đề thứ hai là qua quá trình ngồi tại phiên tòa thì tôi cũng mong muốn và tha thiết đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận những cái nội dung của các cái bị cáo là cán bộ công ty Cây Xanh, đúng là trong suốt từ năm 2016 cho đến thời điểm năm đầu năm 2020, họ đã liên tục phải trồng cây đêm theo yêu cầu của thành phố và của chính phủ, vì là phải đảm bảo về an toàn giao thông và không để bụi bặm đến người dân, ảnh hưởng đến người dân của thành phố. Chính vì thế mà họ đã phải thức đêm để trồng cây suốt trong hơn 3 năm. Thì đó là những cái sự lao động mà chúng tôi đánh giá là nỗ lực rất lớn của cán bộ công nhân viên công ty Cây Xanh. Chính vì vậy mà cá nhân tôi thì không phải nói nêu ra đây để mà mong muốn một cái gì, nhưng mà Tết nào thì tôi cũng gửi tặng một cái món quà nhỏ, đó là một cái chai sâm banh để cho cán bộ nhân viên toàn công ty mở vào dịp giao thừa để động viên họ. Nhưng có thể nói là để thành phố xanh sạch như hôm nay, xanh như hôm nay là có cái sự đóng góp rất lớn của họ. Và tổng cái tiền mà họ trồng thì so với cái đề án dự án công ty cây mà do Ủy ban thành phố Hà Nội đã được Hội đồng dân thông qua và Thành ủy thông qua vào năm 2012 là 796 tỷ thì chỉ chiếm có hơn 40%, nhưng khối lượng cây đạt được thì gần gấp 2 lần và cái tỷ lệ cắt tỉa thì gấp 3 lần. Thì bởi vì là đưa các thiết bị hiện đại vào cho nên nâng cao năng suất lên, thì chúng tôi cũng mong muốn hội đồng xét xử ghi nhận những cái nội dung này, mặc dù chưa có ai nêu ra ở trong quá trình điều tra cũng như vụ án, nhưng đó là sự thật, đó là những sự thật mà trong quá trình nó cộng lại. Chính vì vậy mà tôi mới Ủy ban dân thành phố Hà Nội mới tiết kiệm được cái số ngân sách như vậy. Vấn đề thứ ba là tôi cũng mong muốn hội đồng xét xử xem xét những cái lời đề nghị của các bị cáo nói chung, và đặc biệt là các bị cáo là cán bộ công nhân viên của công ty Cây Xanh, để có cái hình thức giảm nhẹ, xem xét giảm nhẹ nhất đối với họ, cho họ được hưởng cái tinh thần nội dung nghị quyết 03 của hội đồng thẩm phán tòa tối cao, là áp dụng những cái tình tiết để cho họ cũng đã khắc phục các cái toàn bộ họ có thể được hưởng những cái nghị quyết này để được hưởng cái mức án thấp nhất. Đối với tôi thì tôi cũng mong muốn hội đồng xét xử ghi nhận những cái gì, những cái quá trình tôi đã làm việc. Thực ra cá nhân tôi cũng rất là băn khoăn và rất là suy nghĩ rất nhiều. Một cái chương trình đáng lẽ rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng đúng là một cái kết để có cái phiên tòa này là hoàn toàn tôi không mong muốn. Và bản thân cá nhân tôi cũng ngoài cái sức suy nghĩ cũng như là cái sự quản lý của mình. Thế và tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi luôn luôn nhận trách nhiệm của mình với cương vị là Chủ tịch Ủy ban thành phố về toàn bộ các hoạt động của thành phố, trong đó có chương trình Cây Xanh. Thế và tôi mong muốn hội đồng xét xử xem xét những cái nội dung về những tình tiết giảm nhẹ mà luật sư và cũng như tôi đề nghị, và xem xét những cái yếu tố về bệnh tật. Đặc biệt tôi thì trong quá trình giam giữ thì bố vợ cũng mất, thế và hiện nay thì bố đẻ tôi cũng trong tình trạng cũng rất là nguy kịch, và cũng không có hy vọng gì mà có thể về để sau này có chẳng may mà ông mất thì không có điều kiện gì mà có thể làm tròn cái nghĩa vụ trách nhiệm làm con được. Nhưng mà tôi cũng mong muốn hội đồng xét xử xem xét cho tôi được hưởng cái hình phạt nhẹ nhất của khung hình phạt, bình đẳng như những cái công dân khác, để tôi cũng có cái điều kiện sau này sớm mà có thể về để chăm sóc được mẹ già. Và sau cùng thì một lần nữa cho tôi xin trân trọng cảm ơn hội đồng xét xử. Tôi xin hết.